ngày 31 tháng 1, Ban dân vận quận ủy quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức gia quân triển khai mô hình Giao thông Bắc Từ Liêm an toàn và thông suốt và chọn phường Cổ Nhối 2 làm mô hình điểm mô hình được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cũng như tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện văn hóa giao thông đồng thời phát huy được vai trò vào cuộc của cả hệ thống chính trị các ban ngành đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đây là một trong nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc huy động và phát huy vai trò trách nhiệm của công dân tham gia các tổ tình nguyện chống ủn tắc giao thông được thành lập trên nguyên tắc mỗi điểm ủn tắc lập và duy trì một tổ với tinh thần vận động sự tham gia của các lực lượng bảo vệ dân phố, thành viên các tổ chức đoàn thể, sinh viên thanh niên tình nguyện và đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên tại chỗ là chính những người dân sinh sống, làm việc, buôn bán kinh doanh, tài xế taxi, grab, xe ôm thường xuyên tại mỗi điểm nóng. Qua đó, góp phần xây dựng nền văn hóa giao thông và môi trường giao thông an toàn thông suốt, thu hút và phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế xã hội của quận, đồng thời cũng để mỗi người dân thêm thấu hiểu và chia sẻ hơn nữa với vai trò, trách nhiệm, sự vất vả của lực lượng công an thành phố Hà Nội nói chung và lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông nói riêng.